em nhé. Bây giờ anh em đi về. Ăn hết rồi à? Thơm không? Chuyện này thấy mì thơm không? Con nào chín không? Hả? Con nào chín không? Con này chín à? Bây giờ bứt quả này đi về. Mấy quả trên kia? Mấy quả trên kia? Chín rồi đấy. Không còn miếng dai chín.
Ừ. Ừ, tắt đi.